Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12 vừa qua, Chùa Tam Bảo tại ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày. Quý hành giả tại địa phương và các nơi đã về tham dự. Khóa tu được diễn ra vào lúc 7 giờ 30 sáng đến 16 giờ chiều. Trong khóa tu, quý hành giả được thực hành niệm Phật, lạy Phật, kinh hành, thọ trai. Đầu giờ chiều, đại chúng lắng nghe pháp thoại do Đại Đức Thích Thiện Hưng, trụ trì Chùa Tam Bảo, chia sẻ qua chủ đề Phát Bồ Đề Tâm. Đại Đức Giảng Sư cho biết, cho dù tu tập pháp môn Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hoặc các pháp môn khác, thì phát tâm Bồ Đề là điều kiện thiết yếu để tiến tu và thành tựu đạo nghiệp. Hành giả phát Bồ Đề Tâm cần hội đủ các yếu tố căn bản. Kinh nói, Bồ Đề Tâm làm nhân, Đại Bi làm căn bản, Phương Tiện làm cứu cánh. Đại Đức Giảng Sư đã chia sẻ về phát Bồ Đề Tâm khi niệm Phật là điều quan trọng để hành giả hướng đến cứu cánh giác ngộ, dùng trí tuệ và từ bi để thành tựu viên mãn công hạnh tự tu và hướng người khác cùng tu tập. Sau thời thuyết giảng, hành giả tiếp tục niệm Phật và khép lại ngày tu học an lạc viên mãn.